đã thức trắng suốt mấy đêm. Bước chân ta phải cố gắng có tâm dây khen. Lời dèm pha như việc tôi đang, tôi không muốn lấy thêm. Đừng tìm kiếm sau sau anh vẫn chưa tới quen. Là đôi khi người ta nói phải kéo họ ra lừa nhau như trò ma soi. Gạt đi hết tất cả những anh mà sầm soi. Gạt đi hết tất cả những anh mà sầm soi. Sầm soi. U là trời. Nằm mơ rộn ràng đâu vài niềm vui cả đời. Hào quang lầm con người ta chỉ muốn xa hơi. Vẫn chưa thể nào tìm ra được câu trả lời. Câu trả lời. Yeah. Chúng nghe The Mighty Team. Yeah. It's your boy Straight Nate. On the money team, I need right hand. Let's get it. Bây giờ họ gọi anh là đứa trẻ tham lam. Năm 19 tuổi anh lựa chọn con đường mà trông có vẻ gian nan. Đâu nhìn lại quá khứ để anh kể lam ăn về một kẻ lang thang. Số ngày anh bị đói là bàn thử trường mà em có thể tham quan. Hold up, anh vượt qua nó rồi nên bây giờ anh cũng chỉ cần show lớp. Có quá nhiều rèm pha để yeah. Ừ anh đâu chứ. Lên đỉnh theo nhịp beat mà fan của anh nhảy theo phải đau khớp. Vui cười như là sông đất. Ơ kìa em, gì ơi nhạc anh vang. Tùy nơi, đừng đem đi soi hỏng lại khan. Vì tôi muốn được fan, gì hơn thì cần phải gan. Thì thôi với các anh thì nó quá thoải mái nên họ cứ tưởng anh đang đi chơi. Anh chỉ cần ngang nhiên lên trước thanh niên nghiêm túc làm quá nó ố dê. Muốn làm công tác viên của ông thần tài chứ không phải nô lệ. Thành công như một người bạn gái đến tết năm sau lại anh phải dẫn về. Để tặng em câu tần trù mỗi khi em gặp tên phải một vấn đề. Hula hula chơi. Hula chơi. Hula hula chơi. Hula chơi. Hula hula chơi. Trên cao trùng quen quen đến là đế giả vũ. Rót thêm vào tay anh hằng đêm đêm như là thứ đã mời. Dẫu sao cuộc chơi kia luôn là my turn. Vì anh chơi là ủ. Mommy người từng nuôi anh, em phải mang ơn nên là u là trời. Anh khuyên em đừng nên vòng vo. Tên của anh đang cần được đọc to. Nhà anh bất địa sẽ là do vốn tắc. Nên ăn bánh tết mà không cần lo. Xưa đến nay ta luôn rằng co. But I know you need some more. Con người ta tranh nhau là do dòng đời này xiết như một vòng bo. Họ dèm pha chứ đâu thèm quan tâm. Những gì ta trải qua là gian truân. Làm mình nặng lòng như là tăng cân. Vì cuộc đời lạnh như là băng. Nhưng anh đã vượt qua lời than thân. Vì anh biết anh như là nam châm thu hút tất cả đem lành ra sân để chiến đấu cùng anh làm ăn. Anh chỉ cần ngang nhiên lên trước thanh niên nghiêm túc làm quá nó ố dê. Muốn làm công tác viên của ông tần tài chứ không phải nô lệ. Thành công như một người bạn gái đến tết năm sau là anh phải dẫn về. Để tặng em câu tần trù mỗi khi em gặp tên phải một vấn đề. Yeah, hula chơi, hula hula chơi. Hula hula. Pepsi vị chanh không calo mới, sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Lấy giòn bùng vị, rap hay bùng nổ. Ú là trời, một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Stray Jay và vũ đoàn Bước Nhảy. Đồng tình với Mondre là bài này ngon lành quá anh em ơi, vỗ tay anh em ơi. Anh thật sự muốn nói với các thí sinh một điều như thế này. Biết là đi thi đó, nhưng mà cũng phải làm sao một cái bài nào đó để cho khán giả người ta nhớ với cái bài của mình. Cho nên là anh ủng hộ cho những cái bạn mà biết cân bằng giữa học thuật và giải trí, để cho hai cái đó nó tiệm cận với nhau một chút. Cuối cùng cả hai bên đều là những người nhận được. Mình thì nhận được nhiều view hơn. Khán giả truyền hình thì nhận được một cái bài mà người ta được nghe đi nghe lại nhiều lần, đúng không? Tất cả đều được. Anh cùng bạn này, Bill Ray thấy sao về bài này ạ? Em cảm thấy Strange Age là một nhân tố của rap Việt mùa 3 kỳ này. Cái sự hiện diện của bạn làm sáng sân khấu. Bạn vừa rap nhanh mà bạn còn có vũ đạo các kiểu nữa, mà bạn không hề bị hụt hơi. Cũng như là lyrics có một cái câu sử dụng cả tên của ba người
nhánh mất điện sao do vốn tắc nhanh ăn bánh tét mà không cần lo. Vốn tét ăn bánh tét không cần lo ha. Nam Ray đã không hề quảng cáo sai. Nói chung là tin được cái tiệm tạp hóa ăn rồi. Dạ vâng. Biết có thấy vậy không? Cái bài marketing này chuẩn đấy. Anh rất là thích Strength X từ đầu. Em là một thí sinh mặc dù là mới, nhưng mà khi mà em vào việc cái là nó rất là chiến, đúng với cả tinh thần của trai Long Biên. Cái chủ đề U là trời thì nếu như mà mình hình dung thì nó rất là rộng, nhưng mà em đặt chủ đề nó cũng rất là hay. Cá nhân anh thì anh thấy rất là thích cái bài hát này. Cảm ơn anh ạ. Anh thấy sao anh thấy? The hook is very catchy, has character, you know what I'm saying? It bounces. The presence của em strong, you know what you're doing on stage. Cái versa, I notice everybody do that fast flow here. Yeah, it's a good fast flow, but like there's no character to the verses. Đó là những cái gì anh Thái muốn truyền tải và anh cũng đồng tình như vậy. Không phải lúc nào nhanh cũng là hay, mà phải là nhanh như thế nào nữa kìa. Dù cho mình có chạy chữ thì cái cách mình chạy nó cũng phải vô đầu người ta, chứ không phải chỉ là người ta hoảng hốt vì là mình đi cái đó nó quá nhanh. Các bạn ạ. Cao Rick, hệ chơi chữ nè. Em thấy anh style nè. Đối với em, Trenet không cần phải thay đổi quá nhiều. Cái năng lượng của em nó luôn có sẵn ở đó rồi. Nếu mà em có thời gian, em coi lại từ cái vòng audition và cái vòng này, tự động em sẽ thấy sự khác biệt của em. Nó chỉ là một chút thôi. Những cái melodic nhỏ và những cái phân đoạn em ngắt nghỉ hơi thôi, nhưng mà nó tạo ra một cái bức tranh khác biệt rất lớn. Đó là cái anh thấy được. Và bên cạnh đó thì có một lời khen dành cho Team Andrea là từ vòng 2 tới giờ luôn là có độ replay rất cao. Và bài này có cái hook rất catchy. Thầy, ổng có cái công thức của ổng mà. Yeah. Đúng như Rick nói là cái năng lượng bạn nó đã hay sẵn rồi. Yeah. Đôi khi nó chỉ là những cái chấm phẩy rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó làm cho cái sản phẩm của em nó đẹp hơn rất là nhiều. Su thấy sao? Có một cái chỗ mà em cũng chơi chữ luôn. U là mẹ ở tiếng Bắc đúng không? Dạ vâng ạ. Mình không nghĩ tới vụ này. Rất là hay. Hôm nay thì em cũng bớt hùng hục hơn. Năng lượng trai tráng rất là tuyệt vời. Và hôm nay em dùng cái năng lượng đó để em nhảy. Rất là hợp lý. Một lời khen dành cho Strength X. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Và người chơi hệ melody. Đối với nhiều người ở đây thì cái từ U là trời thì nó khá quen thuộc rồi. Nhưng mà thực sự là cách em chơi các cái chữ ở trong này thì anh thấy rất là thông minh. Và thứ hai, cái giao diện và cái sự biểu diễn của em ở đây là cái anh nhìn thấy được rõ ràng nhất về cái sự bứt phá của em. Hôm nay em làm rất tốt. Dạ, em cảm ơn anh rất là tiện. Nhưng mà mình cũng phải nói cái cách mà hướng dẫn của Andre làm cho thí sinh tiếp cận khán giả rất là tốt. Giữa cái việc mà mình là một người nghệ sĩ độc lạ với một cái người làm nghệ sĩ giải trí hoặc đại chúng, hay làm sao để cho hai cái định nghĩa đó nó gần lại với nhau hơn chút, để trong cái bài giải trí đó người ta cũng không thấy là nó quá thị trường, nó cũng có cái tính chuyên môn ở trong. Tôi nghĩ đó là một cái bài học mà rất nhiều những bạn thí sinh nên học. Tại vì cái cuộc thi này á, nó chỉ đến với các bạn có vài tuần thôi, nhưng cả một cái quãng đời còn lại của các bạn, mấy chục năm sau các bạn phải sống với cái nghề này. Nếu như các bạn không có một cái đường đi đúng thì các bạn sẽ rất khó tiếp cận với khán giả. Cho nên là anh cũng chúc cho những người trẻ như là Strength X sẽ giữ được cái lửa này. Và cũng cảm ơn Andre đã hướng dẫn thí sinh mình rất là thành công. Cho Andre nói một chút về bạn Strength X này. Bạn ấy có một điểm mà Andre rất là thích là khi mà Andre cho bạn ấy biết cái bảng đấu của bạn ấy toàn là thứ dữ ấy, thì bạn ấy chỉ u là trời, cái xong rồi bạn ấy cười cả buổi rất lạc quan. Xong rồi Andre hỏi là thế em có sợ không? Và hay không, em chả có gì cả, chiến thôi anh. Đấy, anh rất thích cái tinh thần lạc quan và tự tin của em. Yes, sir. Một tràng pháo tay cho đội Andre và Strength X. Rap Việt mùa 3, 20 giờ thứ 7 trên V Channel. Xem sớm nhất trên ứng dụng VN.